Và một cái món phải nói là cũng rất là xịn sò trong video clip dụng cụ handstand hôm nay. Một cái ba lan xích phải nói là rất 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 là xịn sò. Cái ba lan này với thương hiệu là Budget, nó thuộc cái tập đoàn GM của Mỹ. Tải trọng của nó 1 tấn nhưng mà nó có những cái điểm đặc biệt nổi trội như sau. Thứ nhất, xích tải của nó là xích inox 304 và xích kéo của nó là bằng nhôm. Móc thì lại là full đồng, hợp kim đồng đúc các bạn, hợp kim đồng đúc cả móc treo và móc tải phía dưới này. Khâu cũng là khâu đồng và cái phần chén kẹp xích thì lại là bằng thép có phe giữ. Các thông tin thông số warning đều có tắt đảm bảo hết. Tải trọng 1 tấn ha. Và tình trạng của cái này đã được MinTQ vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra test hoạt động hoàn hảo. Ok hết nha các bạn. Đây, cái tem thông số của nó đây. Với một cái thiết kế đặc trưng, những cái năng ưu việt tại sao họ lại làm mà những chất liệu mà nó cao cấp như thế này. Nó được ứng dụng sử dụng trong những cái môi trường như là tránh xảy ra những cái tia lửa cháy nổ, hoặc là sử dụng trong những cái môi trường chịu được những khí hậu khắc nghiệt, muối biển, nước biển, như là kiểu như là sử dụng trong cái tàu nè, rồi giàn khoan, những cái môi trường nói chung là đặc biệt nha. Nó đơn giản đặc biệt như vậy. Và nhắc lại ha, cái xích tải của nó là inox 304 nha các bạn, inox 304. Xích kéo của nó là nhôm, riêng có cái mắt nối thì nó là bằng thép thôi. Cái mắt nối của hai cái kết nối của cái đoạn xích nhôm này nè là nó bằng 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 thép thôi. Ok. Thì nhắc lại tình trạng là hoạt động tốt và các cái móc này các bạn nhìn nè còn rất là đẹp, gần như là chưa có một cái dấu vết cấn gì hết, chứng tỏ cái này nó dùng mà cũng không không có nhiều các bạn, nó dùng rất là ít. Nó có khóa an toàn luôn, khóa này bằng inox luôn các bạn, cái lấy khóa là bằng inox luôn. Cái mã này nguyên cái móc này là đồng đúc hết nha các bạn, đồng đúc hết. Tem warning, những cái hướng dẫn để chúng ta kiểm tra cái tính năng an toàn khi sử dụng. Nhắc lại tải trọng của nó là 1 tấn ha, 1 tấn. Hộp nhôm chỉ có cái phần nắp này là bằng thép thôi, thép thôi. Hộp này cũng là nhôm. Xích nó dài khoảng 3 mét nha các bạn, cũng tương tự như những cái dạng ba lan xích cẩu khác. Xích nó dài khoảng 3 mét. Đây. Móc trên là nhôm, em xin lỗi, móc trên là đồng, móc dưới cũng là đồng. Đã kiểm tra hoạt động tốt. Và những cái ba lan chuyên dụng như thế này phải nói là giá mới của nó cực kỳ đắt đỏ, và nó thực chất là nó rất là kén trong những một số cái ngành. Chính vì vậy không phải ai cũng cũng có thể là sở hữu một cái móc như này. Tuy nhiên là một cái điều mà mình tư quy hữu duyên với cái hàng bãi, nên cái giá mình thực tế là mình chia sẻ cho các bạn nó thật sự là hợp lý, so với cái ba lan này. Cái ba lan của Mỹ, thương hiệu là Bukit này, tải trọng 1 tấn, giao lưu cho các bạn với giá là 4 triệu 800 ngàn, 4 triệu 800 ngàn. Nhắc lại nha, toàn bộ cái phần móc này là bằng đồng, hợp kim đồng, xích inox 304 và xích kéo bằng nhôm. Mục đích là nó lại làm giảm cái trọng lượng đến mức tối đa cho cái ba lan này, để chúng ta có thể sử dụng di chuyển này kia cũng rất là thuận tiện. Đây, tải trọng 1 tấn mà, mã bạc đầy đủ ha. Date của nó là tháng 6 206 ha, tháng 6 206. Xích nhôm. Và mặc dù tính năng của nó đặc biệt để sử dụng trong những cái môi trường đặc biệt,
nhưng mà nó cũng không có bắt buộc chúng ta được không được sử dụng trong những cái môi trường khác ha. Chính vì vậy nó rất là thích hợp cho các bạn chúng ta sưu tầm để có được một cái ba lan và nó là đẳng cấp, xịn sò và có thể nó đứng trong hàng top những cái dạng mà ba lan cẩu đặc biệt, và thương hiệu nó đến từ Mỹ thuộc tập đoàn GM. Rất là đẹp các bạn. Cái ten đồng nó lên tự nhiên thế này ha, lên cái màu gạch cua nè. À, là mắt cua đó. À, cái khâu này là bằng đồng luôn. Tải trọng 1 tấn ha. Nhắc lại giá giao lưu cho các bạn là 4 triệu 800 ngàn. Các bạn có một cái pa lang xích cực kỳ xịn sò. 4 triệu 800 ngàn.